Câu chuyện bắt đầu từ 37 năm về trước, cái thời mà mẹ em là một trong những người con gái đẹp nhất xứ này, và tía em đã phải lòng người con gái ấy qua cái nhìn đầu tiên. Cái kết cho tình yêu sét đánh đó bắt nguồn từ một cái chợ. Hồi đó tía thích mẹ lắm mà không dám nói, chỉ rủ bạn bè đi chung rồi gặp mặt mẹ. Tới một hôm, tía nhậu xỉn mới lấy hết can đảm ra để hẹn mẹ dưới một gốc cây dừa. Mà lúc đó mẹ cũng thích tại vì ngại nên không có dám ra. Làm hại tía đứng đợi cả đêm mũi chích với trời. Sau đó ông ngoại thấy cảm động quá nên mới nói với mẹ: "Thôi ưng đại đi." Thế là tía với mẹ chính thức quen nhau. Tía em kể, hồi đó không có điện thoại nên muốn gặp mặt là khó dữ lắm. Tía còn kể, hồi đó mẹ mày nặng lắm, mỗi lần chở mẹ mày đi chơi là tao thở muốn chết, nhưng mà thương mẹ quá nên tao phải ráng. Cuối cùng tía cũng rước mẹ về, và kết quả cho tình yêu là em và hai ông anh trai. Dù 37 năm trôi qua nhưng mà tình cảm của tía mẹ vẫn thấm thiết như những ngày đầu. Hôm nay là ngày kỷ niệm 37 năm ngày cưới của tía và mẹ. Con muốn nói rằng con cảm ơn và yêu tía mẹ nhiều lắm.